Onex Việt Nam được thành lập từ năm 1995, tới nay Onex Việt Nam đã có hơn 200 nhân viên. Chúng tôi tự hào đào tạo nên những thế hệ nhân viên giỏi chuyên môn, vững tay nghề, kết hợp hiệu quả vốn kinh nghiệm lâu năm vững chắc của thế hệ đi trước với kiến thức khoa học hiện đại của lớp nhân viên kế thừa. Từ đó hình thành một tập thể vững vàng chuyên môn với đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp, sáng tạo và truyền cảm hứng. Công nghệ kỹ thuật luôn được chú trọng và đầu tư kịp thời. Chúng tôi không ngừng cải tiến quy trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bảo vệ sức khỏe nhân viên, nhà thầu, khách đến làm việc. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật đạt nhiều bước tiến trong việc tiếp nhận, chuyển giao các nghiên cứu sản phẩm từ tập đoàn để đáp ứng các quy chuẩn của thị trường. Tại Onex, chúng tôi gắn kết nhân viên qua những hoạt động tập thể sôi nổi. Xuyên suốt trong từng hoạt động, các giá trị cốt lõi của tổ chức luôn được đề cao và lan tỏa đến từng cá nhân, tạo nên nguồn năng lượng tích cực, năng động và tươi trẻ. Đây thực sự là những khoảnh khắc chan hòa tinh thần đồng đội và tạo nên những ấn tượng khó quên với mỗi thành viên. Một trong những dấu ấn sâu sắc với mọi nhân viên Onex là thời khắc được tôn vinh, ghi nhận sự gắn bó, cống hiến. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện văn hóa công ty và tinh thần trân trọng gắn kết mọi cá nhân đồng hành cùng Onex. Phát huy truyền thống này, chúng tôi luôn là một tập thể vững mạnh, tôn vinh bản sắc của từng cá nhân để cùng chinh phục những hành trình tương lai. Onex Việt Nam, kết nối để tỏa sáng.